Rồi cô chào các em ha. Hôm nay chủ nhật rảnh rỗi ở nhà nên cô sẽ giải cái câu 41 và câu 45 trong đề tham khảo của năm 2022. Cái nội dung mà có liên quan tới thi học kỳ 2 sắp tới. Thì trước tiên là chúng ta sẽ ôn học kỳ 2. Câu số 41 thì các em đọc đề ha. Cho hàm số Fx có đạo hàm là F7x nè. Rồi có F1 bằng 3. Vậy thì ở đây là cho cái F1, F nhỏ của 1 này bằng 3, để ý đồ chúng ta sẽ tìm ra được cái hàm số C nè, của cái hàm Fx. Cái này là cho F'x, thì chúng ta phải tìm F'x này nhé. Rồi biết F lớn X là một nguyên hàm của F nhỏ X, thỏa mãn điều kiện F lớn tại 0 thì bằng 2. Khi đó thì đi tìm F lớn của 1. Đây, vậy thì mình đọc theo cái bài toán này trình tự, thì bây giờ chúng ta làm theo cái trình tự của cái đề luôn. Đó là chúng ta sẽ đi tìm F nhỏ trước nha. Rồi bây giờ để đề cho đạo hàm thì chúng ta tìm F nhỏ bằng cách đó là F này chính là nguyên hàm của cái F'x. Nào, giờ chúng ta gấp nó luôn nha. Ở đây là 12x bình phương cộng cho 2 dx. Rồi chúng ta tìm nguyên hàm của này nhanh thôi hết em. 12x mũ 2, x mũ 2, x mũ 3 chia 3, 12 chia 3, vậy là còn lại là 4x mũ 3 cộng cho 2x và cộng cho C. Rồi bây giờ vậy là sau khi mình thực hiện một cái bước nguyên hàm thì mình ra được F nhỏ x nó có cái hàm số C, mà đề có cho một cái điều kiện ở đây đó là F của 1 bằng 3. Vậy từ cái dữ kiện này chúng ta sẽ tìm ra được C luôn đó các em. Mình thấy 1 vô đây, thấy 1 vô đây là mình sẽ ra được là 4, 4 cộng 2 vậy là ra 6 nè, 6 cộng C nó sẽ bằng 3. Vậy từ đó mình suy ra được C của mình nó chính là bằng trừ 3. Có trừ 3 mình thế lên đây ha, để chúng ta suy ra được là F nhỏ x của mình chính là bằng 4x mũ 3 cộng 2x trừ cho 3. Đấy các em, rồi xong được cái bước mình đã tìm ra được F nhỏ x rồi. Bắt đầu mình đọc tiếp. Biết F lớn X là nguyên hàm của F nhỏ. Câu này quen quá. F lớn X là nguyên hàm của F nhỏ, mà thỏa mãn mình có được F lớn 0, F lớn của 1. Thì cái bài toán này hàng ngày thì các em cũng đã được học trong những cái bài toán cơ bản rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái tích phân là nhanh nhất ha. Dùng tích phân là nhanh nhất. Thì chúng ta sẽ đi xét cái tích phân là từ 0 cho tới 1 nha. F lớn X là nguyên hàm của F nhỏ. Như F nhỏ mình đã tìm được rồi này các em. Vậy đây là của 4x mũ 3 cộng 2x trừ cho 3 nha. Mình bấm tích phân này ra, mình dùng máy tính mình nhập vô và mình bấm ra được cái tích phân này nó chính là bằng trừ 1. Mà thật ra tích phân này mình có được F lớn là nguyên hàm, tức là em cái tích phân này thật ra nó chính là F lớn của 1 trừ cho F 0 đó, nhờ vào cái biểu thức đây nè. Thì các em sẽ suy ra được, mình tìm ra được F1 chính là bằng trừ 1 cộng cho F0, F lớn của 0 á. Mà F lớn của 0 đề cho rồi bằng 2 các em. Vậy mình thấy vô, nó chính là trừ 1 cộng cho 2, vậy nó ra bằng 1 ha. Ra bằng 1 thì lúc này chúng ta sẽ chọn nó chính là đáp án B. Câu 45 là nội dung là yêu cầu chúng ta sẽ tính cái diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường là y bằng fx và với y bằng fx là đề cho với dạng là 3x mũ 4 cộng a mũ 3 cộng bx bình phương cộng cx cộng d nha. Và nó có cho thêm cái dữ kiện là 3 điểm cực trị là trừ 2, trừ 1, 1. Và gx á, là một cái hàm số bậc 2 có đồ thị đi qua 3 điểm cực trị của đồ thị y bằng fx. Vậy thì cái câu 45 này mục tiêu của chúng ta là tính diện tích, nhưng mà chúng ta phải đi tìm ra được cái hàm fx là gì và gx là gì nhé các em. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái hàm fx trước. Rồi fx có 3 điểm cực trị, vậy liên quan tới cực trị chúng ta sẽ tính đạo hàm f'x nó sẽ bằng, rồi để nó cực trị trừ 2 trừ 1, 1 này là nghiệm của đạo hàm bằng 0 ha. Rồi thì chúng ta sẽ cho đạo hàm này bằng 0, tức là mình có được là 12x mũ 3 cộng cho 3ax bình phương cộng cho 2bx cộng cho c này bằng 0 theo cái giả thuyết. Còn giá trị trừ 2 trừ 1, 1 là nghiệm, thì từ cái giả thuyết đó thì chúng ta sẽ ra được cái hệ như sau. Chúng ta sẽ thế vào trong cái phương trình trên thì nó bằng 0 hết các em. Trừ 2 này sẽ bằng 0 nè. Rồi F phẩy trừ 1 này cũng bằng 0 nè. Rồi F phẩy 1 bằng 0 nè. Và chúng ta sẽ ra được cái hệ như sau.
trừ 96. Mình thấy con trừ 2 vào trong đây nè các em. Này 12 cộng 3A cộng 2B cộng C bằng 0. Đây, mình giải cái hệ này ra thì chúng ta sẽ tìm ra được là A bằng 8, B bằng trừ 6 và C bằng trừ 24. Và chúng ta suy ra được cái hàm Fx của chúng ta chính là bằng 3 x mũ 4. Chúng ta thấy vào trong hàm trên đây này các em. Với A là bằng 8, vậy là cộng 8 x mũ 3 trừ cho 6 x bình phương trừ cho 24 24x cộng cho d. Ha, chúng ta vẫn còn cộng d ở đây nha các em. Này, ở đây hiện tại là chúng ta đã ra được cái hàm Fx. Gx là hàm số bậc 2 có đồ thị đi qua ba cực trị của hàm số này. Rồi, vậy thì bây giờ ở đây á, là cô giả sử như cái hàm Gx của chúng ta đi tìm Gx của mình, nó hàm bậc 2, cô có dạng là Ax bình phương cộng cho Bx cộng cho C. Nó là hàm bậc 2. Và cái hàm bậc 2 này theo cái giả thuyết á, theo cái giả thuyết thì nó đi qua ba điểm cực trị của đồ thị hàm số này. Vậy điểm cực trị của đồ thị hàm số này là gì nè? Nha. Vậy chúng ta trở ngược lại, chúng ta tìm ba cái điểm cực trị đó lại giùm, ba cái điểm cực trị đó như thế nào ha. Rồi, chúng ta sẽ lấy trừ 2, chúng ta thế vào trong cái Fx này, ba điểm cực trị của đồ thị Fx. À, cô ví dụ như điểm A đi, ở đó là trừ 2. Vậy mình lấy trừ 2 mình thế vào trong cái Fx này, chúng ta sẽ ra được đó là 8 cộng cho d. Này, điểm B là trừ 1, 13 cộng d. Và điểm C có tọa độ là trừ, điểm tọa độ là 1. Thì khi mình thế vào trong cái Fx thì mình sẽ có được cái giá trị cực trị của nó chính là trừ 19 cộng cho d. Nè, rồi, và theo cái giả thuyết á, thì Gx nè, Gx này nè, đồ thị của Gx này qua ba cực trị, tức là qua A, B, C. Thì chúng ta sẽ suy ra được một cái hệ như sau. Chúng ta sẽ thế từng con A này vào trong cái hàm số Gx, điểm B vào, điểm C vào. Chúng ta sẽ ra được cái hệ như sau: 4A trừ 2B cộng C bằng 8 cộng D. Từ đây chúng ta sẽ ra được là A bằng B bằng và C bằng, nhớ em. Rồi A sẽ bằng là trừ 7 nè. Cái này chúng ta dùng phương pháp thế ha. A bằng trừ 7 nè, B bằng trừ 16 nè, C sẽ bằng 4 cộng cho D. À, vậy từ đó mình suy ra được là hàm số Gx của mình chính là bằng là trừ 7 x bình phương trừ 16 x cộng cho 4 cộng cho D. Này, lúc này chúng ta đã tìm ra được là hàm số Fx và hàm số Gx nha. Vậy diện tích lúc này chính là F bằng tích phân tử. Thì coi như những cái cực điểm cực trị của cái hàm số Fx và hiện tại là đồ thị này cũng đi qua. Thì đây được gọi là những cái tọa độ giao điểm này. Đây được gọi là những cái giao điểm này. Vậy thì mình sẽ tính tích phân từ trừ 2 cho tới 1 của theo công thức của mình là Fx trừ cho Gx. Fx trừ cho Gx. Đây, các em tự thế vào trong máy là chúng ta sẽ bấm máy ra luôn ha các em. Thì nó sẽ ra được là 2948 chia cho 405. Ừ, thì đó chính là đáp án D. Và các em nhớ nè, khi mà thế vào cái Fx mà trừ cho Gx thì Fx nó cũng có cái tham số D và Gx cũng có tham số D. Thì lúc này các em đừng có lo lắng, thì khi nó trừ nhau thì nó sẽ mất D. 405 nha các em. Rồi. À, vậy là mình giải được hai câu là câu 41 và câu 45 của đề tham khảo. Các em có thể tham khảo thêm và cô sẽ tranh thủ sẽ giải tiếp những câu hỏi thêm nha. Rồi, cô chào các em nha.